Xin chào các bạn, nơi mình đứng đây là vườn cà bắp. Hôm nay thâm nhập vườn cà bắp để xem người nông dân thu hoạch cà bắp và cách trồng cà bắp như các bạn. Đây là vườn cà bắp đang thu hoạch. Vào sáng sớm thì người dân sẽ tranh thủ hái cà bắp để hái những trái non nhất, chứ không nó sẽ già khi nắng lên. Mời các bạn cùng theo dõi thao tác và cách thu hoạch cà bắp của người nông dân nhé. Trồng cà bắp người ta cũng trồng theo hàng, theo luồng. Nông nghiệp này rất là hiện đại, trồng cái gì cũng trồng theo hàng, theo luồng để giữ tưới tiêu và chăm sóc. Đây là cà bắp đã được thu hoạch. Thì theo bác đây chia sẻ thì cà bắp thì mình cũng đi luôn như thế này, sau đó mình sẽ xới đều lên, xới đều như thế này, và mình thải những cái hạt bắp xuống. Tầm một tháng thì cà bắp cũng như thế này. Vì vậy lũ cà bắp này hả, con ngứa không vậy? Con nói á. Trình nấp. Dạ. Con nói gì nói á. Dạ. Ở đây là hoa cà bắp rất là đẹp. Ồ, đẹp vô cùng. Tươi luôn. Thành nhìn cả bắp. Đây là trái. Ủa, bữa nay có mình gì hái hả dì? Tí không có hái phụ gì hả? Tí rồi không có, bữa nay không có hái phụ gì hả? Cái này già rồi nè. Hái có bẻ dễ quá, mình để nó sạch. Hái được ba trái. Trái cũng ngại ngon á. Hái sao cũng tốt. Nó làm tốt đến đầu vậy mà cũng sót nữa hay gì. Vậy thì nhỏ lớn thì mình hái hết, không sót. Thì nhỏ lớn thì mình hái hết, không sót. À, mai có đâu hả? Dưới cây nè có một trái bự thiệt bự nè. Già rồi. Ủa, cái này hái được không? Ủa vậy hả? Cái này giờ mình để làm giống hả? À, thấp quá mình không có thấy. Dưới chân gì còn trái kìa. Hái luôn. Đây nè. Hay. À, bẻ nghe cái
bẻ ra cái thân nó à, nó mềm. À dưới chân cà bắp già quá trời này gì ơi, ở dưới chân nó cà bắp già quá trời luôn. À quá trời vậy đó, dưới chân mẹ. Hai trên rồi dưới cũng còn. Ngọt quá trời dưới chân. À dạ quá trời nè. Ủa hái bỏ hả? Không để làm giống. Để làm giống. Vậy hả? Giống để sai. Mất uổng quá à. Bắp mất mà. À. Ủa một ký này nhiêu rồi vậy? 20.000 rồi phải không? Cà bắp này cái ký mình bán 20.000 hả gì? Ờ à, mê không? Ký 20.000. Ờ à, dưới chân quá trời quá đất nè, cái bự không. Vậy là con hái dưới chân hết luôn. Đây nè, con hái bỏ hũ. Luống xuống đây các bạn, cái mương nước làm cái mương nước. À quá trời ở đây nè, hai ba trái dưới chân nè. Có học ở đây không? Là có, con mới đưa đi học. Hai trái dưới đất dưới chân này con hái luôn hả? Ui dạ. Giá bà nội rứa. Cái này còn ngon. Còn ở nhà mày hay nhà mình chồng. Vậy mình hái hồng đem xuống chợ bán ha, người ta tới người ta mua rồi gì. Mình hái này nè, hồng ta tới người ta mua hồng đem xuống chợ. Chợ nó bán 25 nè. Ồ vậy hả? Ồ cà bắp này mắc quá ha. À có 17.000 nè. 17.000 cũng ngon ha. À tại vì cái này già rồi nè, giờ chắc phải hái dục hai trái luôn một trái. Không hiểu sao người ta không có để làm giấm nè. Cao khỏi đầu mình luôn. Tay nè, dưới thấp quá trời luôn nè. Nè hồ dưới đất quá trời quá đó. Như con lũ dưới đất như kim nè. Du luôn, không có cọng cỏ luôn á. Tại vì mình thấy trên rồi cái dưới nó ra mình không có thấy gì. Quý lũ lũ cà bắp vàng hả ngứa lông cà bắp á. Bông cà bắp đẹp. Ủa giờ rồi vậy nè, cái già mình để cây riêng hả gì? Nè, chân quá trời cây nè. Cái trái bự nè, bức dục hả? Dày miếng da nè. Miếng da vậy. Tốt thôi. Trái mà
hả? Dạ. Được một thúng cà bắp rồi. Buổi sáng được mấy trăm ngàn luôn. Bưng thúng đi nha. Ô, 2 triệu hả? Ừ. Trời ơi, mê dữ vậy. Ừ, chắc gần chợ mối. Mình mới được 17 ngàn thôi. Trời đó. Chị phê cho mọi người thấy hai cà pháo, ủa hai cà bắp. Lần đầu tiên con cũng được hái nè. Chưa được hái lần nào hết. Cà bắp tươi ngon xanh mơn mởn. Ở dưới góc á mình đâu có thấy nên nó sót. Thấy trên đầu thấy cà bắp đang bị dữ dằn luôn, tại cũng đang bị phần nó ngứa thôi. Như đây chắc cũng được 5 kg rồi ha gì. Và trời vừa hửng sáng, khi mọi người chưa kịp chuẩn bị bữa sáng, chưa kịp đi chợ búa về, mình đã tranh thủ chạy ra vườn cà bắp để kịp quay cho đám cà bắp vào buổi sáng sớm. Và thời tiết rất là tốt lành và mát mẻ khi mặt trời chưa lên như thế này, để đảm bảo để gửi đến các bạn một video về thu hoạch và cà bắp vào buổi sáng sớm thật là tuyệt vời, bảo đảm một cái video đầy chất lượng cho các bạn khi xem. Và đây là vườn trực tiếp vườn cà bắp mình quay vào sáng sớm khi sương còn đọng trên lá. Và các bạn nhớ chú ý theo dõi đoạn video clip để xem cuối clip là cả một vườn cà bắp rất là xanh tốt, và đây là cà bắp sạch nha các bạn, không có bóng phun thuốc từ sâu gì cả. Tại cà bắp này thì cũng ít sâu bệnh các bạn ạ. Đến đây thì mình chia sẻ với các bạn về công dụng của cây của trái cà bắp và sơ lược về hình dáng cây cà bắp. Đây
bác nông dân bây giờ mới ra và mở cổng vào. Cũng may là cùng dịp mình sắp sửa quay và mình sẽ xin bác ấy cho mình vào và trực tiếp chia sẻ cho các bạn sờ mó và trực tiếp hái trái cà pha trái cà bắp để chia sẻ với các bạn cùng xem nhé. Thì cây cà bắp là một loại thân cây mọng xốp, dáng thẳng, rễ nó là rễ chùm các bạn, không phải là rễ cọc. Thì dáng hứng nắng và những trái cà bắp cũng mọc ra và cứ vươn thẳng lên theo hướng mặt trời. Nó tuy không phải là cây hướng dương nhưng mà trái cà bắp nào thì lên và đều hướng thẳng lên trời đấy các bạn. Thì hái cà bắp cũng phải hái theo quy tắc, quy trình hái theo luồng kẻo nó bị sót, và hái phải bẻ ngay từ gốc chứ không có bẻ như mình trước video này nhé. Bẻ như thế sẽ hư cây. Đó là một điều mà mình học hỏi của ngày hôm nay. Và hôm nay cũng là ngày mình trực tiếp thâm nhập vườn cà bắp và lần đầu tiên được hái trái cà bắp trực tiếp như thế này để chia sẻ với các bạn. Trái cà bắp ăn rất tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Tốt cho tiêu hóa và đường ruột vì cái độ trơn, cái chất nhớt, chất nhầy của trong trái cà bắp này các bạn. Mỗi tuần các bác sĩ khuyên chúng ta hãy nên sử dụng cà bắp một hoặc hai lần trong tuần để giúp cho cái hệ tiêu hóa mình nó vận động tốt hơn. Thì trồng cà bắp cũng rất đơn giản, thì cũng phải trồng theo luồng và đặt hộp theo từng luồng như thế này để dễ hái và chăm sóc như các video về nông nghiệp khác. Đây các bạn xem, mình đã chia sẻ với các bạn cách hái cà bắp và chia sẻ cách trồng cà bắp và thu hoạch cà bắp của ngày hôm nay. Chia tay vườn cà bắp thì mình sẽ chia sẻ các bạn các video tiếp theo về cái trồng nông nghiệp. Mong các bạn chú ý theo dõi các video đến tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn. Cà bắp mà không có cà bắp mang về là một điều hắc hốt. Và đây thành quả của mình.